Camera vô tình quay lại 25 pha tự hủy mái tóc ngu người nhất. Vâng các bạn ơi, trời ơi chuẩn bị Tết nhất đến nơi. Các tiệm salon lại đườm được cách tới nhuộm tóc làm đầu ha. Năm nay ăn Tết có ngon hay không là nhờ phần lớn của các anh thợ cắt tóc đấy. Tuy nhiên các bạn có biết đấy là một số người á, ngay cả khi cắt tóc cũng không có được trời đổi cho lắm. Hãy cùng bước qua vô cực tôi xem ngay 25 pha tự hủy mái tóc ngu người nhất quả đất. Đảm bảo cười không nhặt được mồm các bạn ơi. Let's go. Thế nào là múa rìu qua mắt thợ? Đấy, thợ cắt tóc bảo xấu kiểu gì cũng bị vòm lên đầu. Nhưng thanh niên lại rất là cố chấp. Thành quả cứ phải gọi là ổn rồi luôn. Đó, thích múa rìu qua mắt thợ đi. Anh thề với mày là nó sẽ vòm. Thế thì em mới đang cần vuốt. Đây là em vuốt kiểu như thế này luôn. Đây em vuốt như thế này. Ôi dài ôi. Ông anh cắt cho em cái quả tóc cháy vào nha anh ơi. Đây, ok em luôn. Cạo vài đường nè. Đồ xịt gốm đồ nè. Thành quả tan tan. Mái tóc hình vung nồi đã ra lò. Rồi là một cái tóc mà ai cũng trầm trồ nha trời. Đây, các chị em kia ở nhà tự cắt tóc kiểu. Rồi nhìn cái kéo xiên như thế kia là biết có điểm rồi nha bà già ơi. Ôi, quả mái cũng khá chát đấy. Tết này phải có pháo hoa. Thôi thì làm ngay quả bông pháo trên đầu như này cũng được nha. Đẹp cả chùm chứ bộ. Ủa, ê, thế là lạ nha. Không ngờ là còn cái kiểu tóc như này luôn trời. Tóc cuốn theo chiều gió. Ờ, kể cũng ngầu nha. Mời đẹp. Mời đẹp. Khi bạn muốn trở nên thật là ấn tượng với quả đầu có 102 của mình, tạo luôn cái mã QR chứ làm sao nữa. Ai xin WeChat đâu đó, chỉ cần quét mã trên đầu tôi là được nghe. Quá tiện. Thế nào là quả đậu cháy cực cháy? Là đây chứ đâu nữa nè. Cháy quá trời cháy nha. Chỉ có các anh Ấn Độ mới nghĩ ra được luôn á trời. Trời cháy chưa? Cháy chưa? Quả tóc này sân bay cũng phải gọi bằng cụ luôn nha ba. Đâu phải ai cũng để được quả đầu này đâu nha. Đi cắt tóc mà cũng gặp xui xẻo. Tông đơ đang hoạt động thì bất ngờ bị hỏng giữa chừng. Đi một đường cơ bản trên đầu cậu bé. Trời ơi, xin lỗi nha. Vị khách nhí đành méo máu và chấp nhận quả đầu trọc mà thôi. Cô nàng này đang hướng dẫn bạn cách làm xoăn lọn tóc nha. Nhưng mà tôi nghĩ các bạn đừng nên học theo cô ấy thì hơn nha trời. Vì sau đó cô ấy đã mất tóc. Lần đầu tiên trong đời nha, tôi mới thấy có người cắt tóc bằng dao luôn quý vị. Nhìn là biết thảm họa,
cái chắc rồi. Quả cắt tóc bằng tông đơ lơ lửng trên không trung ảo nhất mà chúng ta từng được thấy. Không biết ra gì không nha, nhưng mà cũng hay đấy nha. Lại là một pha tự hủy tóc mái đi vào lòng đất. Oh my chui, tiệm salon lại đón thêm một vị khách mới. Chống chống che nè Nobita ơi. Đó, làm được quả đầu chống chống này cũng phải công nhận là anh thợ cắt tóc quá là tài năng, đúng không mọi người? Rồi, để tiết kiệm chút tiền cắt tóc, cô gái này đã quyết định là tự xử ở nhà luôn. Cùng xem cô ấy cắt tóc như thế nào nha. Nhìn mặt bà thản thốt thế này là biết thế nào rồi ha. Cắt tóc thất bại bà ơi. Đen, đen thôi, đỏ quên đi. Để tôi chỉ cho các chị em xem cách làm xoăn với máy nha. Sợ quá dễ. Hồi sang bên kia. À má ơi, nóng bỏng tay với bà luôn rồi. Bà này thốn thiệt nghe. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Bỏ tay ra má, đang gội đầu mà cứ chỉnh chỉnh tóc làm sao bà nội. Quỷ tộc sang chảnh cũng phải có mức độ nha bà. Chị gái khá là dũng cảm khi mà cắt xoẹt đuôi tóc mà không một chút do dự nào luôn đấy. Cắt tóc, nhưng mà hai bên không để nhau miếng nào luôn á, trời ơi là trời. Thôi dẹp mẹ đi, đến salon mà chỉnh lại. Trời ơi, quá đất ải. Trời ơi, quá đất cua, chị ở quá đất cua. Trời ơi, quá đất cua, chị ở quá đất cua. Trời ơi, quá đất yên lê. Vâng các bạn ơi, rồi bài học sau khi xem xong video này là gì? Là các bạn hãy đến và chọn địa điểm salon uy tín nha trời. Sắp Tết rồi quý vị ơi, phải có một quả đầu ngon ngon thì mới tự tin được, đúng không? Và nếu như thấy chương trình này hay, anh em nhớ like và subscribe kênh cứ nhẹ nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau nhé. Bye.